Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây bình đằng nha các bạn. Cây này rất là cao luôn nè. Cái cây này dùng núi nha các bạn. Nó bon chen nó lên cao lắm. Rất là nhiều chanh, nhiều nhánh nha. Đó, chú mình bắt đầu leo lên rồi đó các bạn. Rất là nhanh lẹ luôn các bạn ơi. Cái cây này mà đưa mình leo lên tới chảnh chắc nửa tháng mới cưa được cái cây này. Ở phía bên đây lại dưới này có cái đường dây điện nha các bạn. Đường dây điện đó các bạn. Dây điện nó để câu chuyền vô nhà nha. Cái cây này cũng khá là công luôn các bạn. Ở chú mình leo tới đó đó. Có cái mấy cái nhánh khô các bạn. Chú mình kéo xuống nha. Để mình ra đây một tí mình quay gỗ cỏ cho các bạn mình xem nha. Cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó gì đó mà cần cưa hạ thì hãy liên hệ với chú Phương của mình nha. Số điện thoại chú Phương mình để ở dưới đường link mô tả các cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà có xem clip của chú Tính của mình có cưa đó thì cũng hãy liên hệ nha. Số điện thoại chú Tính mình cũng để dưới đường link luôn nha các cô chú anh chị. Cây bình đằng này khá là cao luôn. Cái cây này hoành có khoảng 101-102 nha các bạn. Nhưng chắc là dáng nó rất là cao. Đó, chú mình leo lên tuốt ở trên đó rồi đó. Chú sử dụng cái máy cưa là G370 nha. Để lát kéo cái máy cưa lên nha các bạn. Lại kéo cột cái máy cưa vô. Em nhỏ nó lấy cái cọng dây để cuộn cái máy cưa G370 lên nha các bạn. Cái cây này không có hạ nguyên cây được cho nên phải leo lên cưa mấy cái nhánh ở trên. Đó, đã cuộn máy cưa xong rồi đó các bạn ơi. Chủ mình lên tuốt cái trên đọt luôn. Cắt cái trên trước hay gì đây. Rồi chú mình leo lên tuốt cái trên đó nè để cắt nhỏ nhỏ xuống nha các bạn. Rồi em nhỏ đã cuộc máy cưa xong nha. Đó, chú mình ở tuốt trên đọt thì dạng hay tránh á. Bây giờ em nhỏ đó cuộc cái bành dây lớn lên luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu kéo lên luôn nè các bạn ơi. Máy cưa với dây lên luôn nha các bạn. Máy cưa thì nằm ở đoạn giữa thôi. Còn cái bành dây thì nằm ở dưới nè. Bắt đầu lên nè các bạn ơi. Các bạn hãy theo dõi chú mình cưa cái cây như thế nào nha các bạn. Đấy. Cái cây này mình độ là hai mấy mét, từ hai mấy mét đến 30 mét nha các bạn. Đã kéo cái bành dây lên tới rồi đó. Chú mình ở tuốt trên cao ở trên đó nghe các bạn. Phía bên cây dừa này có cái tổ ong nha. Cái tổ ong mặt nha các bạn. Để mình lại mình quay cho các bạn cùng xem nha. Cái này nó động động ra, nó bay ra dữ lắm luôn các bạn. Ở đằng cây dừa này nè. Đây nè các bạn, tổ ong để mình zoom lên nha các bạn. Đó. Tổ ong rất là to nè. Chú mình ở trên đó bắt đầu cưa nha các bạn. Cưa nhánh cho rớt từ từ xuống nha. Không có cho nhúng nhích qua cây dừa nha các bạn. Đó, rớt xuống đó. Chí mí dây điện luôn các bạn ơi. Ngã đó các bạn ơi. Chú cưa quá lẹ luôn các bạn ơi. Máy cưa đó quá bén.
còn một nhánh nó nghiêng về bên dây điện đó, nó nghe Hoàng rớt đó Hoàng ơi. Rồi đó, rớt xuống dưới này một đống nữa nè. Một nhánh nữa đó các bạn ơi. Chú gịch xuống nè các bạn, bỏ xuống nè. Đầu chú trên đó cắt cái đọt nha các bạn. Ngã đó các bạn ơi, một cái đọt. Chú xiền cái cọng dây ngay chỗ chú đó đi lòn xuống dưới nha các bạn, cắt cho cái nhánh cây đó nó chạy theo cọng dây nha, chạy cọng dây để nó qua khỏi cái đường điện ở đằng này nè các bạn. Dây điện nó nằm ở dưới này, hơi bị tối quá các bạn không thấy đâu. Đây nè các bạn, cọng dây điện nó truyền lên đây nè đó. Dây điện này đi vòng nha các bạn, từ ngoài đường lộ vô đây rất là xa nha. Chú mình bắt đầu di chuyển xuống đó rồi. Cưa cây này cao hồi hộp quá các bạn ơi. Mà nguy hiểm nữa, gần cái tổ ong nữa. Cái tổ ong ở đằng này nè, mấy anh em nào mới cắt qua kia nha, cắt cái cục mặt á. Chú leo xuống rồi đó. Bây giờ chú thắt dây an toàn ngay chỗ cái tráng hai đó nghe các bạn. Ổng cưa ném cọng dây chằng chằng cái cho chạy. Bị phức cái nhánh thị dữ quá. Chú bắt đầu khởi động máy để cưa các bạn. Một nhánh nhỏ nha. Đó, nó dướng theo cọng dây nó chạy xuống đó các bạn. Rớt một nhánh nha. Còn cái nhánh khá là to. Nó bột rồi, ông. Bây giờ cưa ăn cho nó ngã nè các bạn ơi. Đuốt trong kia luôn. Chú bắt đầu cắt khúc cho rớt xuống nè các bạn. Bệnh luôn, cột dây vô cái cây, cột cái cọng dây vô cái cây. Chú mình cắt luôn nè các bạn. Cái trình độ nó trình ảo có cái nhánh bình đẳng hả, nó dướng các bạn nên không thấy chú nha, các bạn thông cảm nha các bạn. Đầu cây nó trên nó ngã đó các bạn ơi, ngã đó. Ghê chưa? Chúng mình bắt đầu di chuyển xuống nha.
di chuyển xuống để hạ gốc nè. Cửa đây là bến đá Cô Tô nha các bạn, ngay chỗ khai thác đá luôn nha. Các bạn mà nghe tiếng ồn nữa rồi mấy cái máy đang hoạt động đó. Chú đã xuống tới đất an toàn nha các bạn. Chú bắt đầu chặn gốc để chuẩn bị cưa gốc, chặn cho trống trống để dễ ngồi cưa. Yeah.